Quý vị thân mến, nhờ thực hiện có hiệu quả công tác giải quyết việc làm cho người lao động thời gian qua mà hộ nghèo của quận Bình Thủy đã giảm đáng kể. Đầu năm đến nay, quận đã giải quyết việc làm cho trên 2.500 lao động, đạt 100% kế hoạch năm, đào tạo nghề 349 trên 300 học viên, vượt hơn 16% kế hoạch, tiếp nhận đăng ký sử dụng lao động của 13 cơ sở doanh nghiệp đăng ký sử dụng 110 lao động. Thời gian tới, quận tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác giải quyết việc làm, học nghề, quy định về quản lý, tổ chức thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động, rà soát nhu cầu lao động đi làm việc trong nước và ở nước ngoài của các phường trên địa bàn.